Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ ba, ngày 14 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố và trao quyết định nhân sự chủ chốt cơ quan đơn vị. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến xây dựng dự thảo một số luật. Rà soát cập nhật dữ liệu các phương tiện xe ô tô, mô tô của các hộ dân. Phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử trong trường học. Triển khai kế hoạch hoạt động hè và tháng sinh viên tình nguyện năm 2024. Phòng chống đuối nước cho trẻ em ngay từ đầu hè. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị đã công bố quyết định số 1117 và 1118 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý để đồng chí Doãn Anh Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ được nghỉ công tác trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Đồng chí Doãn Anh Quân được hưởng chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời phân công, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận sự đóng góp của đồng chí Doãn Anh Quân trong suốt quá trình hơn 30 năm công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, làm việc với tinh thần cống hiến, trách nhiệm để góp phần xây dựng huyện Tiên Lữ phát triển. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tin tưởng rằng với kinh nghiệm về quản lý và công tác xây dựng Đảng đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Văn Thơ sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ, đáp ứng kỳ vọng mong muốn của cán bộ đảng viên và nhân dân. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án luật công chứng sửa đổi và luật di sản văn hóa sửa đổi để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Có 11 ý kiến phát biểu đóng góp đối với hai dự án luật trên tập trung vào những vấn đề sau: đối với việc chuyển nhượng văn phòng công chứng, đề nghị sửa đổi theo hướng Sở Tư pháp xem xét quyết định cho phép chuyển nhượng văn phòng công chứng, bổ sung đối tượng người làm công chứng quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng cũng được giảm 1/2 thời gian đào tạo nghề công chứng. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định điều kiện của trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên, xem xét bổ sung quy định về khoảng cách tối thiểu đảm bảo an toàn cho di tích làm cơ sở hướng dẫn trong quá trình lập thẩm định triển khai các dự án, bổ sung quy định về việc giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích cho người đại diện được giao quản lý sử dụng di tích quốc gia đặc biệt, di sản thế giới nằm trên địa bàn từ hai địa phương trở lên. Trong tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để giải trình bổ sung hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, dự án cụm công nghiệp Dị Chế và cụm công nghiệp Thiện Phiến của huyện Tiên Lữ. Đồng thời đề nghị chấp thuận điều chỉnh ranh giới công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Bên cạnh đó, Sở cũng trình báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị tại huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, đề nghị chuyển hình thức thuê đất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hồng Hải Hưng Yên để thực hiện dự án đầu tư tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ. Thưa quý vị, mặc dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến thời hạn hoàn thành dự án xây dựng đường dây 500 kV, nhưng gói thầu số 65 do nhà thầu là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á vẫn còn 6 móng đang trong quá trình đúc móng, chậm trên một tháng so với tiến độ đề ra. Thì đơn vị mới hoàn thành đúc xong 3 móng bản, toàn bộ số móng cọc vẫn đang trong quá trình thi công. Các móng số 304, 304A đến ngày 12 tháng 5 vừa qua mới hoàn thành xong công đoạn ép cọc như thế này. Về tiến độ, yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đúc móng hoàn thành trước ngày 30 tháng 4,
dựng cột xong trước ngày 30 tháng 5 và kéo dây xong trước ngày 20 tháng 6 để đóng điện chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm nay. Mặc dù tiến độ chậm và khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhưng đại diện công ty Việt Á vẫn khẳng định sẽ hoàn thành đúng tiến độ đóng điện. Cái địa bàn thi công của chúng tôi thì nó rất là khó khăn, nói chung là ở cái khu vực Sình Lầy nên đơn thi công nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Trong cái công việc thì nó coi như vậy là khi mình vận chuyển. Chúng tôi là hiện tại là bây giờ đã thi công về phần móng, thì 3 móng bản chúng tôi đã thi công hoàn thành, đồng thời còn 6 móng trụ của chúng tôi thì đến ngày 15 này là chúng tôi sẽ cơ bản là sẽ hoàn thành. Và bước sang ngày 16 là chúng tôi sẽ tiến hành vào thi công lắp dựng cột. Được biết, dự án đường dây 500 kV trên địa bàn Hưng Yên hiện có 3 gói thầu với 34 móng cột điện. Hiện chỉ còn duy nhất nhà thầu Việt Á vẫn còn 6 móng chưa hoàn thành công đoạn đúc móng. Sau hơn 4 tháng triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đến nay, huyện Khoái Châu đã có gần 12.000 trên 13.000 người được mở tài khoản để thực hiện chi trả trợ cấp qua thẻ ngân hàng, đạt tỷ lệ 86% với tổng số tiền chi trả gần 11 tỷ đồng. Thời gian đầu triển khai việc hỗ trợ mở tài khoản tuyên truyền đến các trường hợp nhận trợ cấp tại huyện Khoái Châu có nhiều khó khăn do nhóm người thụ hưởng chủ yếu là người yếu thế, cao tuổi và không có thói quen, kiến thức về sử dụng thẻ ngân hàng hay việc chuyển rút tiền. Để khắc phục điều này, cán bộ ngành chuyên môn của huyện, xã phối hợp với chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn huyện hỗ trợ mở thẻ, hướng dẫn tận tình đến người dân. Cùng với đó là nhờ sự trợ giúp của người thân, con cháu trong gia đình hỗ trợ các thao tác và rút tiền. Qua đó tạo thói quen không sử dụng tiền mặt và chi trả không dùng tiền mặt đến người dân hưởng chế độ chính sách, giúp rút ngắn thời gian và quy trình trước kia. Tôi là thương binh loại 1/4. Hàng tháng là vẫn lĩnh cái trợ cấp thương tật ở một điểm tập trung. Thế nhưng từ khi có cái chủ trương mà trả qua ngân hàng thì tôi cảm thấy là nó rất là thuận tiện. Tất nhiên là tháng đầu tiên thì cũng hơi bỡ ngỡ. Thế nhưng khi mà đã sử dụng thẻ ngân hàng thì tôi thấy rất thuận tiện và cảm thấy là nó an toàn. Bởi vì trước đây cứ hàng tháng là tôi phải đến cái điểm tập trung và chờ đợi, vừa mất thời gian lại vừa nóng bức chật chội. Thế nhưng hiện nay là tôi ngồi tại nhà là tiền đã bắn vào thẻ. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn gần 27.000 phương tiện xe ô tô, mô tô chưa cập nhật được thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý. Hiện công an các xã phường đang tích cực rà soát, cập nhật dữ liệu các phương tiện, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Việc rà soát cập nhật và bổ sung dữ liệu nhằm đạt được mục tiêu là xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo đúng, đủ, sống, sạch, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Vì vậy, khi làm việc với tổ công tác, người dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện việc kê khai đầy đủ, cung cấp chính xác các thông tin trên phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời hỗ trợ cho lực lượng chức năng cho công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để vi phạm pháp luật. Trong cái quá trình rà soát phương tiện này thì chúng tôi có những cái khó khăn, ví dụ như là công dân trước đây thì lấy địa chỉ ở Hiến Nam nhưng hiện nay đã chuyển đi nơi khác. Rồi công dân lấy địa chỉ là ở các cơ quan, đơn vị trước đây họ làm việc, họ đóng quân nhưng hiện nay thì thực tế là họ cư trú ở một cái địa phương khác chứ không có trên địa bàn phường. Và hai là trong cái quá trình thực hiện thì nhiều người dân là không phối hợp vì họ còn cái tâm lý e ngại là khi đã gắn định danh điện tử vào thì họ e sợ sẽ bị phạt nguội. Thì chúng tôi kết hợp vừa tuyên truyền trên trang Zalo an ninh của công an phường, tuyên truyền các phương tiện đại chúng, đài phát thanh của phường và tuyên truyền nhờ các bác ở các tổ dân phố tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân, hộ gia đình phối hợp và hỗ trợ cho lực lượng công an trong quá trình thu thập thông tin về phương tiện. Ngoài ra thì lực lượng công an phường chúng tôi cũng huy động 100% quân số, đảm bảo là các đồng chí là thường xuyên có mặt ở địa bàn và phối hợp với các tổ dân phố để đi rà soát phương tiện cũng như là bố trí, do cái máy dữ liệu dân cư của chúng tôi chỉ có 2 máy, do vậy là thay nhau cắt giờ, thay nhau ngồi máy để nhập dữ liệu. Đến nay, một số địa phương hoàn thành trên 50% số hồ sơ phương tiện cần cập nhật dữ liệu chuẩn như phường Lam Sơn, Minh Khai, các xã Phương Triều, Hồng Nam, Hoàng Thanh, Hùng Cường và Bảo Kê. Cũng như mọi năm, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, số thí sinh chọn tổ hợp môn thi khoa học xã hội của Hưng Yên cao gấp 2,5 lần so với thí sinh chọn tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên. Tỉnh Hưng Yên có gần 16.400 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.
trong đó thí sinh giáo dục phổ thông là 13.100 em, thí sinh giáo dục thường xuyên là trên 2.700 em và hơn 500 thí sinh tự do. Cũng như mọi năm, số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học xã hội chiếm đa số với hơn 11.300 em, chiếm gần 69,1% thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên là hơn 4.700 em. Tỷ lệ này tương đương với những năm trước và cũng là xu hướng lựa chọn của thí sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bởi theo nhiều giáo viên và học sinh, bài thi khoa học xã hội dễ dàng kiếm điểm hơn khoa học tự nhiên. Thời gian tới, cơ sở giáo dục trường trung học phổ thông nơi tổ chức thi và sở giáo dục đào tạo tập trung rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh. Hiện nay, tại một số trường học xuất hiện tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của các em học sinh. Việc phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Cách đây không lâu, em Nguyễn Thành Tê, học sinh lớp 7B trường trung học cơ sở Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh của chính em dùng thử thuốc lá điện tử với làn khói trắng mờ ảo. Ngay sau đó, em đã được nhà trường và gia đình phát hiện, xử lý. Em xem những anh chị lớn tuổi hơn hút và nhả ra một làn khói trắng, em cảm thấy rất là thích thú, lúc ấy hút rất là phê. Ban giám hiệu nhà trường kết hợp cùng với gia đình gọi em lên, sau đó chia sẻ tác hại của thuốc lá điện tử ra sao. Nhà trường cũng động viên và theo dõi em có thay đổi không, thì em đã có thay đổi rất là lớn, em đã tránh xa được thuốc lá điện tử. Để giảm thiểu được cái việc là học sinh hút thuốc lá điện tử, nhà trường chúng tôi đã tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Hàng tháng thì chúng tôi đã thực hiện các cái chuyên đề về tuyên truyền tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng. Nói không với thuốc lá điện tử là nội dung thường xuyên được đưa vào các buổi sinh hoạt lớp và các tiết học ngoại khóa, trải nghiệm tại trường trung học phổ thông Phạm Bốn Lão thời gian qua. Để thu hút sự chú ý cũng như ghi nhớ của học sinh, ngoài phần hình ảnh minh họa, các giáo viên còn kết hợp trò chơi hoặc là câu hỏi trắc nghiệm. Tác hại thuốc lá điện tử rất là lớn, thì em mong các bạn học sinh đang sử dụng thì chúng ta sẽ dừng lại không sử dụng nữa, bởi vì thuốc lá điện tử rất độc hại và gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Ở đầu năm đấy thì các cô giáo chủ nhiệm cùng phối hợp có cho các em ký cam kết là các em không sử dụng thuốc lá nói chung và đặc biệt là thuốc lá điện tử. Nhà trường thì chưa phát hiện ra em nào hút thuốc lá điện tử. Thời gian gần đây, không ít vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu vì sử dụng thuốc lá điện tử hoặc là đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng thuốc lá điện tử lại được giới trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh, coi là vật thể hiện sự chất chơi, thể hiện đẳng cấp của mình. Với tâm lý tuổi mới lớn muốn tìm hiểu khám phá những điều mới mẻ và thể hiện bản thân trước bạn bè, nên nhiều học sinh lén lút sử dụng thuốc lá điện tử. Nhiều bạn trẻ đang lầm tưởng thuốc lá điện tử vô hại, không gây nghiện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì trong thuốc lá điện tử thì có chứa thành phần nicotine, và trong các gói thuốc lá điện tử thì chứa rất là nhiều các thành phần hóa học khác, cho nên là dễ gây đến cái tình trạng là ung thư. Đặc biệt nữa là cái thuốc lá điện tử này thì sẽ là gây ra cái tình trạng về lão bộ, làm suy giảm trí nhớ và giảm các cơ đoan thần kinh ở lão. Được biết thời gian tới, ngành chức năng sẽ thực hiện đánh giá tác động, ảnh hưởng của thuốc lá điện tử với sức khỏe của người dùng, nhất là thanh thiếu niên. Vì vậy mà phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh là điều rất quan trọng, để qua đó có sự giáo dục định hướng các em, giúp cho các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp. Thế nhưng hơn tất cả vẫn là ý thức của từng em học sinh. Chiều nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2024. Với chủ đề Hè vui khỏe, an toàn, tình nguyện hiệu quả, hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện gồm các hoạt động chính như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, bảo vệ môi trường, trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu niên thông qua các lớp học kỳ quân đội, trải nghiệm kỹ năng sống. Các hoạt động tình nguyện như chương trình tiếp sức mùa thi triển khai từ tháng 5 đến ngày 4 tháng 7, huy động sự tham gia của học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh tới các điểm thi, triển khai 4 chiến dịch tình nguyện gồm mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, hoa phượng đỏ. Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh yêu cầu các thành viên phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch. Hè đến, thời tiết nắng nóng nên bơi lội luôn là lựa chọn được các em thanh thiếu nhi yêu thích. Hiện nay dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, song hầu hết các trường đã thi cuối học kỳ xong nên các em đã bắt đầu tìm đến các hoạt động bơi lội như vậy. Tuy nhiên, việc thiếu trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước
tiềm ẩn những nguy hiểm cao. Minh chứng là từ đầu năm đến nay đã có 4 trường hợp thanh thiếu nhi đuối nước tử vong trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đuối nước ngay từ sớm là giải pháp cấp thiết đối với mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội hiện nay. Hồ nước này tại thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão cách đây hơn 1 năm đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một em nhỏ 8 tuổi tử vong. Sự việc khiến cho người dân nơi đây bàng hoàng, đau xót, song cũng đã tác động rõ rệt đến ý thức chủ động phòng chống đuối nước cho con em thanh thiếu nhi trên địa bàn. Không đợi sự vào cuộc của các ngành đoàn thể, mỗi gia đình chủ động bố trí phương pháp, trang bị kiến thức cho con em mình. Em Thảo Nguyên, 7 tuổi, đã được hai chị lớn trong gia đình tự hướng dẫn tập bơi vào mỗi buổi chiều tại bể bơi tư nhân địa phương từ gần 1 tháng nay. Ở nông thôn nên là gần ao hồ nên là tự nhận thức được cái việc nguy hiểm nên là thường xuyên cho các em nhỏ đi ra hồ bơi để tập bơi, giúp cho các em bảo vệ được bản thân được những cái tình huống mà không may xảy ra. Đây là nhóm lớp học bơi đầu tiên của hè này do Ban chấp hành đoàn xã Phạm Ngũ Lão tổ chức trong tổng số khoảng 5 đến 7 nhóm lớp dạy bơi trong cả dịp hè, với tổng số khoảng 100 em nhỏ trên địa bàn được phổ biến kiến thức bơi lội, phòng chống đuối nước. Các em được hướng dẫn từng bước từ khởi động đến kỹ năng bơi lội, đặc biệt là ý thức nhận biết, phòng tránh tai nạn đuối nước. Em thường bơi ở những ao hồ gần nhà và được bố mẹ anh chị nhắc nhở là bơi ở những chỗ đông người, người lớn giám sát, không bơi những chỗ vắng vẻ, sâu để tránh nguy hiểm. Trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão đã từng xảy ra những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Trước khi các em học sinh nghỉ hè thì cũng đã tuyên truyền đến các nhà trường và cũng trên trang Facebook và Zalo của đoàn xã. Ngoài ra thì chúng tôi còn làm bài tuyên truyền đọc trên loa để biện pháp cấp bách là mở những cái lớp dạy bơi để giúp các em nhỏ có thể tự bảo vệ mình, phòng chống khi mà có xảy ra những cái gì có thể là các em biết bơi. Thì hàng năm chúng tôi mở là từ 3 đến 4 lớp dạy bơi cho khoảng hàng trăm em học viên ở trong địa bàn. Tỉnh Hưng Yên với hệ thống sông, ao, hồ, đầm dày đặc, nhất là ở các vùng nông thôn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn đuối nước cho trẻ em. Năm 2022, toàn tỉnh có 22 trường hợp thanh thiếu nhi tử vong do tai nạn đuối nước. Con số này năm 2023 là 27 em và từ đầu năm đến nay là 4 em. Để thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền tập huấn về các biện pháp quy định kỹ năng phòng tránh đuối nước, nhắc nhở các gia đình quan tâm, trông coi con em mình, không để tự do tắm, bơi lội, nhất là những địa điểm gần ao, hồ, đầm nguy hiểm. Ban thường vụ huyện đoàn cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai đến các cơ sở đoàn trên toàn huyện, đặc biệt là đối với 17 xã thị trấn để triển khai về công tác phòng chống đuối nước, tổ chức các lớp dạy bơi cũng như là cắm các biển báo nguy hiểm tại các sông, ngòi, ao. Hiện tại thì các xã đã bắt đầu rửa sạch cũng như khử khuẩn để phơi ao cho khô để chuẩn bị cho công tác dạy bơi ở các địa phương. Để trẻ em có một mùa hè an toàn, vui khỏe, đòi hỏi trách nhiệm chung của mỗi gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Có như vậy mới có thể đẩy lùi được tai nạn đuối nước, không có các vụ việc đáng tiếc xảy ra với các em nhỏ, thế hệ tương lai của đất nước. Nhân tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm, sáng nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại nông sản Anh Tú tại thị trấn Yên Mỹ, chuyên kinh doanh đỗ tương làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, và hai công ty chuyên thu mua, sơ chế thực phẩm cung cấp cho các cơ sở chế biến bếp ăn tập thể tại huyện Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên. Các cơ sở doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, các hóa đơn, chứng từ mua bán thực phẩm theo quy định. Đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu những đơn vị này tăng cường công tác vệ sinh tại kho lưu trữ thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm khi nhập khẩu và thu mua tại các cơ sở cung cấp, đảm bảo công tác lưu trữ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm. Bên cạnh đó, cần tăng cường tập huấn về quy trình thu mua, sơ chế thực phẩm, quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho những lao động tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.